Mình chia tay đi. Được, chia tay thì chia tay. Em lúc nào cũng là người nói chia tay, còn anh lúc nào cũng phải đi níu kéo. Em có bao giờ nghĩ tới cảm xúc của anh chưa? Em lúc nào cũng muốn mình là người thắng cuộc hết. Vậy thì lần này em thắng rồi đấy. Bé ơi dậy thôi. Em ngủ miếng nữa rồi. Thôi, ngoan nào, dậy nào. Dậy nào. Dậy đi làm đi, chiều anh đón nhá. Em ơi nhanh lên muộn rồi. Không sao, em đừng kẻ chân mày nữa nhá. Toàn muộn thôi. Biết rồi mà. Đi lẹ đi. Chiều nay chắc anh không qua đón em được rồi. Em tự book Grab về nhá. Để em book Grab về cũng được. Anh bận thì cứ lo công việc đi. Rồi tối về với em nha. Ờ. Em vào đi. Đi làm ngoan nhá. Ta-da! Chúc mừng sinh nhật em. Cảm ơn anh nha. Cái gì vậy? Thôi, để về nhà xem. Lên xe đi. Đâu, đưa cho em coi coi cái gì vậy? Trời ơi, cái case nè. Trời ơi, dễ thương quá vậy. Trời đất ơi. Ông vừa mua hai cái kẻ chân mày chứ vợ, còn màu nâu nữa. Sáng nay anh dọn đồ, thấy cái kẻ chân mày của em hết nên anh tiện đi mua luôn. Thích không? Trời đất ơi, sao nghĩ tôi dễ thương quá vợ. Em sao đấy? Anh làm gì em? Không ai làm gì đó. Sao? Em đã nói em không sao mà anh buông em ra, em mệt quá. Ngoan, lát anh về nhá. Anh đi làm chứ không phải đi chơi đâu. Làm, suốt ngày anh cứ đi làm hoài vậy. Em muốn anh ở nhà với em. Anh ở nhà thì cạp đất mà ăn à. Vậy thì anh cứ đi ôm công việc của anh đi. Còn em mặc kệ em. Tặng em à. Em xin lỗi, nay anh không ở nhà với em. Em hiểu cho anh nhá. Anh chỉ muốn kiếm tiền lo cho hai đứa thôi. Anh xin lỗi. Anh giỡn không? Ông nghe nghe thôi nha. Ừ, đây lại nói đi. Cái Trinh nó... Cái Trinh nó hay ghen. Là sao chúng mày để ý tí nhá. À, Buông em ra. Em làm sao đây? Anh có làm gì đâu. Anh có làm gì hay không anh tự biết. Anh làm sao mà tự biết được? Em không vui chỗ nào thì em nói ra. Anh làm sao đọc được suy nghĩ của em mà lúc nào em cũng bắt anh tự hiểu? Anh không hiểu gì em hết á. Mình chia tay đi. Anh đi đâu mà giờ mới về? Anh đi nhậu với đám thằng Tùng. Qua mệt quá nên em ngủ lại luôn. Anh ngủ nhà nó hay anh ngủ nhà nhỏ kia? Em nói cái gì đấy? Anh đi nhậu em không tin à? Không phải là em không tin, mà là hôm qua có em ở đó nó còn làm như vậy nữa. Lúc không có em thì sao? Đấy là đồng nghiệp của anh. Sao em có thể nói như vậy? Trong khi em có tất cả mật khẩu của anh, em có thể kiểm tra bất cứ lúc nào mà. Đừng có vô lý như vậy. Em vô lý đó. Em vô lý thì sao? Em lúc nào cũng không nói. Em chỉ tỏ thái độ thôi. Sao em biết kỹ vậy? Đúng, mày biết kỹ. Em biết kỹ là vì ai? Quen được thì quen, không quen được thì mình chia tay. Được,
chia tay thì chia tay. Em lúc nào cũng là người nói chia tay, còn anh lúc nào cũng phải níu kéo. Còn bây giờ em nghĩ tới cảm xúc của anh chưa? Em lúc nào cũng chỉ muốn là người thắng cuộc thôi. Vậy bây giờ em thắng rồi đấy. Thôi, đến đây là đủ rồi. Sức chịu đựng của anh cũng có hạn. Hình như chưa bao giờ em nhìn lại xem bản thân của anh đã yêu em như nào. Nếu có nhìn lại, chắc em sẽ không bao giờ làm những hành động đó đâu. Anh đã từng hy vọng em sẽ thấy được sự nhường nhịn của anh, thắng một cuộc tranh cãi, nhưng em sẽ mất một người yêu em thật lòng.